Xin chào quý vị và các bạn đã trở lại với kênh YouTube của Lương Phi. Kính thưa mọi người, thì hôm nay Phi đến thăm lại hoàn cảnh của anh Đặng Ngọc Hùng, 40 tuổi, hiện ở tại số nhà 38 này Hiên Đông 12, quận Sơn Trà của thành phố Đà Nẵng. Thì hoàn cảnh của anh Hùng vừa rồi Phi có chia sẻ qua một clip để giúp đỡ cho anh đó quý vị. Thì anh Hùng mới là bị lúc trước là bị tai nạn lao động, dập tủy sống, liệt hai chân. Và trên người có nổi những cái khối u li ti rất là nhiều. Anh có một người mẹ già và một người chị cũng bị sốt bại não từ lúc nhỏ. Thân hình bé nhỏ cũng như là di chuyển cũng rất là khó khăn. Hiện tại là anh được một người em trai nuôi dưỡng chăm sóc. Thì hôm nay quý vị cùng Phi đến thăm lại anh Hùng, hỏi thăm sức khỏe. Cũng như là vừa rồi cô bác anh chị cũng có gửi về một ít tiền để chia sẻ giúp thêm cho anh Hùng cũng như là cho mẹ anh và cho chị của anh. Ok, quý vị cùng Phi hỏi thăm anh nha. Rồi chào anh Hùng nha. Chào cô Phi. Dạ, anh khỏe không? Cũng bình thường hả? Cũng bình thường hả? Rồi mấy hôm nay trời chuyển nó lạnh rồi á, rồi cái cơ thể mình có đau nhất gì không anh? Ghê nhất ghê đó. Đau nhất gì đó hả? Hôm nay trời cũng lạnh nên anh cũng mặc mấy lớp áo ở đây. Rồi chân thì cũng mang tóc. Thì quý vị cũng đã thấy trên cơ thể của anh là những khối u li ti mọc toàn thân luôn. Đó, anh xăng cái áo lên cho mọi người xem lại. Đó, quý vị thấy không? Đó, những khối u li ti rất là nhiều. Cái này bác sĩ nói là anh bị u sơ thần kinh đúng không? Đúng, u sơ thần kinh. Anh lúc trước là một lần tai nạn đầu tiên đó là sau khi là bị dập lá lách là anh nổi những cái khối u này. Đúng. Đó là cũng cách đâu lâu lắm rồi đúng không? Năm 97 chứ. Năm 97 là anh bị tai nạn một lần, cũng bị lao động té luôn hả? Đó là phục cái đèn riêng trong tàu, chuyến tàu. Rồi, thì từ đó là anh bị dập mất một cái lá lách. Là sau này là bị té thêm một lần nữa là liệt luôn hai cái chân luôn. Đó. Hiện tại là cái vết lở của anh nó rất là nặng mọi người. Có thể nói là nó cục như thế này luôn đúng không? Nó to đúng không? Hai bên. Vừa là lúc hôm trước là anh có gửi cho Phi một cái clip về cái vết thương của anh. Hàng ngày là có y tá đến để lo cái khâu vệ sinh thuốc men đúng không? Thì quý vị cũng đã thấy đây là những cái dụng cụ thuốc rửa vệ sinh cho anh. Đó thì cũng đang chờ y tá đến để làm thuốc cho anh đây mọi người. Đó. Mà sao phải lót cái cặp tông này anh? Dịch nó ra. Dịch nó ra ướt luôn hả? Ui, phải lót cái cặp tông rồi nó có cái nhiễm trùng không? Còn chờ y tá qua nó làm xong nó lấy ra. Y tá nó làm xong rồi nó lấy ra hả? Hiện tại là cái vết lở nó rất là to và nó cũng bị mất cảm giác rồi đúng không? Không có đau đúng không? Không có đau. Hôm trước anh có gửi một cái clip y tá nó làm thuốc đó, nó lấy bông nó chà nó sát vô trong đó thấy cũng kinh quá vậy. Mình làm cho mình đau biết đâu. Em xem em thấy cũng sợ luôn á. Tại vì giả dụ như mà mình mà còn biết cảm giác thì nó đau đến cỡ nào á. Cắt, nó lấy kéo nó cắt thịt mà mình cũng không biết luôn. Là cắt những cái chỗ mà bị hồi tử là nó cắt. Cái chỗ nào hồi tử là nó cắt. Giờ nó chứ không lành luôn hả anh? Giờ cái chỗ nào hồi tử là nó cắt, chỗ nào hồi tử là nó cắt. Chỗ nào hồi tử là nó cắt. Rồi. Rồi bên đây là anh ăn uống cũng bình thường nha hả? Nói chung ăn uống thì mà từng mát thì ăn được nhiều xíu mà từng nắng và ăn được nhiều chán rồi. Được mát ăn chán. Ok thì để em qua hỏi thăm bà với lại chị của anh nha. Kính thưa quý vị, đây là chị của anh Hùng và mẹ của anh Hùng. Thì bác năm nay cũng 80 mấy tuổi rồi. 86 tuổi. Còn chị là 40 mấy tuổi. Là với lúc trước là chị cũng bị sốt bị liệt hả? Sốc bị liệt mọi người. Thân hình của chị bây giờ có ba xíu vậy. Rồi đi đứng cũng rất là vất vả. Phải lách từng bước. Hằng ngày là chị cũng bán thêm một ít cái gì nước bia nước ngọt cho
mọi người trong xóm này đến mua ủng hộ chị đúng không? Rồi cái thu nhập nó có ổn định không chị? À, ngày 20-30 vậy hả? Dạ. Kiếm ăn qua ngày thôi hả? Dạ. À, phải nói anh chị có một người em trai cũng rất là tuyệt vời khi mà anh ấy bỏ cái công việc để ở nhà chăm sóc, vừa chăm sóc cho mẹ, vừa chăm sóc cho chị, rồi vừa chăm sóc cho anh luôn. À, rồi còn có hai người con gái trong cái tuổi ăn học nữa quý vị. Thì đó, phải nói là người em trai rất là tuyệt vời ha. Dạ, thì cũng có rất là nhiều người là ngưỡng mộ cái tinh thần của người em trai chị. Bác giờ có phải không? Mấy hôm nay có phải không? Cũng phải hả? Ăn nửa chén cơm thôi hả? Dạ. Yeah. Chồng lo xóm nhà mẹ dạy là lo. Lo. Con tám nữa đồ mua đồ qua được câu em. Theo sang chợ, chợ tôi hàng chị được chén nữa ngào cũng nước dạ. Yeah. Bây giờ là chị không thể đứng được không? Lấy đó là chị ra ấy cái chân ra em coi thử, đây quý vị thôi, cái chân của chị đây, nó bé xíu như thế này đây mọi người, nó nhỏ hơn cái tay của Phi luôn thấy không? Nó chỉ có xương với da không thôi. Bây giờ chị không thể đứng lên mà đi được, phải bò và lết ở dưới đất đúng không? Rất là khó khăn. Vừa rồi là em cũng chia sẻ cái hoàn cảnh gia đình mình á, thì cũng nhận được cái tình thương của mọi người cũng như là các nhà hảo tâm muốn giúp đỡ thêm một ít tiền. Thì hôm nay em cũng đến đây trước hết là em hỏi thăm cái sức khỏe của gia đình mình cũng như là thay mặt các nhà hảo tâm để giúp đỡ thêm cho gia đình mình một khoản tiền. Tuy nó cũng không có lớn lao nhưng mà đó là cái tình cảm của mọi người dành cho gia đình mình á. Dạ, thì em xin đọc cái danh sách các nhà hảo tâm là có gia đình của dì Năm ở Sydney Úc á, là gửi về 6 triệu, là cho bác 3 triệu với lại cho chị 3 triệu ha. Rồi, đó là cái phần của gia đình dì Năm là dì muốn giúp đỡ cho bác với lại cho chị ha. Còn về phần của anh Hùng là có chú Trung Nguyễn ở Melbourne, Úc là gửi giúp 2.380.000. Và có anh Nguyễn Đức Trường Sơn ở Bình Dương gửi 1 triệu. Cô Sự ở bên Mỹ là 700. Và anh Huỳnh Văn Điệp là 500. Của anh Hùng là được nhận được là 4.580.000. Rồi đây là 6 triệu của gia đình dì Năm Sydney bên Úc là gửi tặng riêng cho bác với lại là cho chị mỗi người 3 triệu ha. 1, 2, 3, con Nga em gửi cho chị 3 triệu rồi, con gửi cho bác 3 triệu ha. Dạ. Dạ. Chị cũng rất là cũng chúc cho chị Phi với lại chỗ mà điện quân với mấy anh với chị ở nước ngoài trong nước một chút sức khỏe. Thì trong hoàn cảnh gia đình của em thì có bà mẹ thì 85 tuổi rồi, chị thì bị liệt hồi nhỏ, còn anh Hùng là bị tai nạn lúc 3 năm thì em thì cũng là chịu tốt trong nhà ở với mẹ Úc. Anh Hùng thì chưa có gia đình, chưa có vợ chưa có con nên hoàn cảnh là cũng yếu lè nên là không có ai chăm nên buộc em là em Úc nhà mà giờ mình phải lo là phải lo đấm đòn ấy, trách nhiệm mà không chỉ hết mà cho nên móc mũ cho nên mình đi bỏ mình cũng không được nên em cũng đành công việc của em thì làm công nhân thì 6-7 triệu có mấy triệu tùy theo mỗi tháng vô mùa hiện nay em cũng bỏ công việc đó về chăm để lo cho ảnh. Mình không lo cho ảnh thì ai lo cuộc sống nữa. Anh em thì có gia đình ảnh có vợ có con thì mình có thể chia sẻ cái hoàn cảnh của ảnh nhưng thì ảnh không có không có gia đình ở với em thì em rất em cũng phải lo có không gì cũng phải lo trong hoàn cảnh gì cũng khổ thì mình cũng khổ đối thì người đang đối nhưng mà mình không có bỏ được nhìn như mẹ thì bây giờ thì bà cũng đâu có làm đủ gì được nấu ăn nó được. Nói chung bây giờ là anh chị là gánh vác là trọng trách của gia đình này là vừa lo cho mẹ vừa lo cho anh chị mà vừa lo cho hai đứa con nữa đúng không?
Anh có con hai đứa không? Đứa thì học đại học năm 2, còn đứa thì mới vô trường. Dạ. Anh cũng vừa có điều kiện thì cũng có khăn, vợ thì đi làm công nhân thì có 6 triệu thì đủ chi phí, con cũng học. Mỗi đứa học năm tới 10 mấy triệu thì vẫn bị khó khăn. Thì bác Mạnh Quân mấy anh mới điện quan tâm giúp đỡ thì đây nó cũng ân rất nhiều, rất là biết ân. Dạ. Rồi vậy thôi anh bây giờ cố gắng ha. Thì cũng mong là anh có nhiều cái sức khỏe để lo cho mẹ và anh Hùng với lại chị. Thì mọi người cũng đã thấy người em trai rất là tuyệt vời đúng không? Dạ. Rồi, xin cảm ơn anh nha. Rồi bây giờ em gửi số tiền cho anh Hùng ha. Đó thì em xin đọc lại cái danh sách cho anh Hùng biết ha, là có chú Trung Nguyễn ở Melbourne, Úc là gửi cho anh 2.380.000. Anh Nguyễn Đức Trường Sơn ở Bình Dương là 1 triệu, cô Sự ở bên Mỹ là 700, anh Hình Văn Điệp là 500, của anh tổng cộng được 4.580.000. Thì em làm tròn 4.600.000 luôn ha. 4, 5, 6, rồi 4.600.000 ha. Anh em xin cảm ơn các nhà hậu tâm đã giúp anh em rất nhiều số tiền để chữa bệnh. Em xin chúc các mạnh thường quân thành khỏe. Và cảm ơn thầy. Dạ. Rồi vậy anh cố gắng ha. Phải nói anh Hùng năm nay là 40 tuổi đúng không? 40 tuổi quý vị. Thì anh nằm bị liệt tính đến nay là cũng bao lâu rồi ta? 3 năm rưỡi. Mới 3 năm rưỡi. Mới 3 năm rưỡi là từ cái lúc mà anh nằm xuống như vậy là anh cũng không có làm công việc gì đúng không? Giờ cũng không làm thể làm được. Và anh cũng có một chiếc xe lăn, rồi lúc mà anh buồn là anh lăn ra ngoài trước đó hả? Bây giờ bây giờ trời lạnh quá là anh cũng không có nằm giường, nằm miếng giường này hả? Nằm lên cầu. Giờ nằm đi ngồi miết, rồi trừ là anh nằm, giờ là anh ngồi cái tí là anh nằm xuống đúng không? Nói chung là mình đổi thế đúng không? Nhưng mà nó vết lở nó rất là nặng. Vết lở to lắm, hai bên hông to còn dữ ăn đó. Thì bây giờ là đang chờ y tá tới để làm thuốc cho anh đó quý vị. Nhưng mà do anh ngồi với anh nằm một thế này á, lâu á là nó có cái vết lở nó lâu lành á. Có bó trong đó không? Không có. Giờ đang chờ bác sĩ tới để làm thuốc. Nó thôi được rồi anh được. Ui, quý vị không có thấy chứ có vết lở nó rất là ghê. Phi cũng không có dám quay vô được, tại vì sợ bị cộng đồng của YouTube đó nên không thể quay vô. Nhìn rất là ghê lắm quý vị. Nó vết lở nó cục đi mà nó lồi thịt ở bên trong, nó rất là kinh luôn. Giờ dịch nó chảy ra liên tục đúng không? Giờ đang chờ bác sĩ tới. Thôi vậy thôi em cũng đến để chia sẻ thêm ít quà của các nhà hảo tâm để giúp đỡ gia đình mình ha. Cũng mong là anh có thêm cái niềm tin, có thêm cái sự vui vẻ trong cuộc sống ha. Rồi vậy thôi em xin phép có dịp nào em ghé ra thăm lại gia đình mình ha. Rồi. Dạ. Ok thì Phi cũng thay mặt cho gia đình gửi lời cảm ơn đến các nhà hảo tâm đã đồng hành cùng Phi để giúp đỡ cho gia đình của anh Hùng có thêm cái nguồn kinh phí trang trải cuộc sống, lo thuốc men. Rồi cũng chúc cho tất cả các nhà hảo tâm, quý vị Mạnh Thường Quân và quý vị khán giả luôn có một cái sức khỏe, một cái niềm tin yêu cuộc sống và có thêm cái động lực cũng như là cái tinh thần tiếp tục cùng Phi đồng hành trên những bước đường thiện nguyện giúp đỡ cho bà con khó khăn. Phi xin hẹn quý vị vào những clip tiếp theo. Xin mến chào và hẹn gặp lại.